Như các bạn đã biết, phần 7 của JoJo Steel Ball Run chính là phần đặt dấu mốc cho một vũ trụ hoàn toàn mới, nơi mà sản sinh ra những con người mới và những sức mạnh mới. Tuy nhiên, Steel Ball Run vẫn giữ được nguồn sức mạnh quan trọng nhất series, mặc dù ở vũ trụ này đã có những nguồn sức mạnh khác như Spin và Sắc Thánh. Và do đã nói về Spin và Sắc Thánh ở video trước, nên lần này hãy cùng tôi tìm hiểu về top 5 stand độc đáo và ấn tượng nhất phần Steel Ball Run, theo quan điểm cá nhân của tôi. Vậy, top 5 stand đó là gì? Và gồm những stand nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đã xem đến đây rồi thì tại sao không cho chúng mình một like và một subscribe ủng hộ kênh nhỉ? Nhiều bạn quên mất không đăng ký, thế là bỏ lỡ vô số video hấp dẫn mỗi ngày trên kênh. Thế nên là nhớ đăng ký ngay đi nhá. À mà Anime Rewind cũng có group Facebook đó. Tham gia ngay vào Động Rewind 2VN để cùng nhau bàn luận về những chủ đề Weibo từ hot nhất, nổi cộm nhất hay đơn giản chỉ là giao lưu kết hợp với các con dân Weibo khác nhau trên mạng xã hội. Hãy tham gia ngay hôm nay để cùng nhau xây dựng một cộng đồng Weibo xanh sạch đẹp. Link ở dưới phần mô tả. Đầu tiên không thể không kể đến stand Dirty Deeds Done Dirt Cheap, hay còn được gọi tắt là D4C. Một stand cận chiến với sức mạnh và độ phức tạp thuộc top đầu xuyên suốt toàn bộ series. D4C thuộc quyền sở hữu của phản diện chính, đồng thời là vị tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ thời điểm xảy ra bộ truyện, chính là Funny Valentine. Đây là một stand cận chiến mạnh một cách điên khùng. Bên ngoài khả năng cận chiến không hề ngán hay thua kém bất kỳ stand nào, thì stand này còn sở hữu một ngoại hình khá là thẩm mỹ khi phối những màu hồng và trắng ở những phần khuỷu tay và dọc các cánh tay. Trên đầu không có miệng mà thay vào đó là một miếng gì đó có các họa tiết hồng trông y hệt một chiếc khẩu trang. Ngoài ra stand này còn có một cặp tai dài và chỉ thẳng lên trời như cặp tai giống của chó Doberman. Ngoài sở hữu ngoại hình khá đẹp ra thì sức mạnh của stand này cũng không cần phải bàn cãi và vô cùng phức tạp khi nó thuộc về một phản diện chính. Khả năng của stand này chính là giúp cho chủ sở hữu hoặc bất cứ vật gì có khả năng di chuyển giữa các chiều không gian bằng cách bị kẹp giữa hai vật. Không chỉ những vật to như bàn ghế xẻ cô mà thậm chí nước hay bụi cũng được tính là các vật thể. Hay nói cách khác là stand này cho phép vô hạn các chiều không gian cùng tồn tại tại một thời điểm và tại một nơi, thứ lý thuyết khá giống với đa vũ trụ của nhà MCU. Vì thế nên khả năng dịch chuyển giữa các chiều không gian của stand này là vô đối. Khi mà D4C cho phép Valentine chỉ cần một phần cực nhỏ của bản thân được kẹp giữa hai vật thể thì ngay lập tức khả năng di chuyển sẽ được kích hoạt và Valentine có thể trồi lên từ bất cứ đâu mà hắn ta thích. Khả năng này của hắn ta còn có thể được áp dụng lên người và vật khác với cách làm tương tự. Khi hắn ta kẹp người hoặc vật hắn muốn vào hai vật thể và thực hiện khả năng di chuyển giữa các chiều không gian. Theo như bộ truyện, do không thể có hai phiên bản của người hoặc vật hoặc bất cứ thứ gì có thể cùng tồn tại ở một chiều không gian, một trong hai phải quay trở lại và chính chúng. Nếu không, khi khoảng cách giữa hai người hoặc vật giống nhau ở quá gần, thì cả hai sẽ tàn vỡ và tạo nên vụ nổ gây sát thương lên những người xung quanh. Nhưng quy tắc này lại được Valentine miễn nhiễm. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể kéo một phần của một người vào vùng không gian mới. Diego Brando ở vũ trụ phần 7 cũng đã chứng minh được việc những người không phải là chủ của stand cũng có thể kéo những người khác thuộc những chiều không gian khác bằng cách kẹp họ vào những vật mà Valentine đã dùng trước. Lực hấp dẫn chính là thứ đã giữ Valentine lại khi hắn thực hiện các vụ nhảy không gian. Và chính lực hấp dẫn cũng giữ cho Valentine khỏi việc bị vỡ thành nhiều mảnh như các nhân vật khác. Đây cũng chính là cách để khiến cho Valentine hầu như miễn nhiễm với các đòn sát thương khi hắn có thể nhảy giữa các chiều không gian khác khi hắn bị thương. D4C sẽ được điều khiển bởi Valentine ở chiều không gian sau khi dịch chuyển và dĩ nhiên sẽ luôn sở hữu những ký ức của Valentine cũ. Điều này xảy ra vô hạn lần và dĩ nhiên do các Valentine ở đa chiều không gian đều có tính cách y chang và đều đặt mục tiêu vào cái sắc thánh nên sự khác biệt giữa các Valentine là không quá đáng kể. Ngoài ra, stand D4C còn cho phép Valentine kéo các Valentine khác đến để dùng số lượng áp đảo. Nhưng do cái xác và D4C là độc nhất ở chiều không gian gốc, nên tất cả các Valentine được kéo đến đều không sở hữu D4C. Ngoài ra, D4C còn có dạng tiến hóa, đó là đoàn tàu tình yêu. Khi đây là stand được trao cho Funny Valentine khi hắn hợp nhất với xác thánh. Ở hình dạng này thì sức mạnh và khả năng của hắn lại càng bá đạo và khó hiểu hơn, khi nó vừa có khả năng one shot, vừa có khả năng bất bại nhờ phòng thủ tuyệt đối, khi nó sở hữu sức mạnh liên quan đến khái niệm bất hạnh. Và dĩ nhiên, chỉ có thứ có sức mạnh tương đương với nó, hay nói cách khác là tương đương với sắc thánh, đó chính là Golden Rectangle, hay còn gọi là Golden Spin, mới có khả năng chế ngự được khái niệm chuyển hướng bất hạnh của D4C Love Train. Khả năng của D4C Love Train, đó chính là chuyển hướng bất hạnh. Cơ chế của nó như sau.
khi D4C Love Train hoạt động, nó khiến cho Funny Valentine trở nên bất khả chiến bại khi đưa hắn ta vào một vùng không gian bỏ túi và cho hắn ta ẩn vào đó, được giới hạn bởi một vùng ánh sáng vàng theo sau hắn ta, khiến cho tất cả những điều xui xẻo nhắm đến hắn ta khi hắn ta ở trong vùng không gian này được chuyển hướng đi rất xa. Khi đó thì Funny Valentine chỉ còn vận may. Xui xẻo được chuyển hướng sẽ nhắm vào bất cứ ai thuộc bất cứ vị trí nào một cách ngẫu nhiên. Nó có nghĩa là những sát thương được đẩy vào hắn ta sẽ được ném đi vào một người ngẫu nhiên và gây sát thương cho họ. Ngoài ra, khi ở trong vùng không gian này thì hắn thực sự là một vị chúa khi có khả năng bay, di chuyển với tốc độ cao hoặc tự làm phẳng cơ thể, do Valentine có thể tự do điều khiển vùng không gian này theo ý muốn của hắn. Khả năng one shot của vùng không gian này còn thể hiện ở chỗ hắn có thể dễ dàng đẩy các vết thương không nguy hiểm đến các vùng yếu điểm chí mạng như tim, do trong vùng không gian này hắn luôn may mắn. Nhược điểm duy nhất của khả năng này lại nằm ở Lucy Steel. Do vùng không gian này bắt nguồn từ cô nên Valentine bắt buộc phải ở gần cô. Hắn phải di chuyển nếu cô di chuyển, và có khả năng hắn cũng bị chính khả năng này cầm tù. Tiếp theo, Stan duy nhất trong series có khả năng đánh bại được D4C của quý ngài Valentine. Tusk là Stan cận chiến mạnh mẽ thuộc quyền sở hữu của nhân vật chính Johnny Joestar. Là Stan khá đặc biệt khi có tới tận 4 dạng biến hình khác nhau được gọi là Act. Và dĩ nhiên với mỗi dạng biến hình nâng cấp thì Stan này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ở dạng tiến hóa cuối cùng, Tusk Act 4, Stan này trở thành một Stan vô cùng mạnh mẽ khi dĩ nhiên thuộc trong top những Stan mạnh nhất toàn bộ series. Bên cạnh khả năng cận chiến bá đạo không cần phải bàn cãi, thì Stan này có khả năng liên kết chặt chẽ với Spin. Stan này xuất hiện lần đầu khi Johnny kết hợp với bàn tay trái của Sắc Thánh và cho anh khả năng truyền Spin vào móng tay và quay chúng, giúp anh bắn móng tay đi để gây sát thương. Nhìn chung ở Act 1 thì Tusk của Johnny khá yếu. Act 2 xuất hiện khi anh sử dụng thêm Golden Rectangle để chiến đấu với Sandman. Act 2 gia tăng đáng kể sức mạnh của những viên đạn của Johnny. Tuy nhiên tốc độ mọc lại móng tay sẽ chậm hơn ở Act 1. Ở dạng này, ngoài việc gia tăng sát thương thì nó còn để lại một vết đạn. Nó sẽ đuổi theo bất kỳ mục tiêu nào mà Johnny chỉ định và gây hiệu ứng như mục tiêu đã dính đạn, khiến cho Johnny sở hữu khả năng aimbot khi việc bắn trúng hay không đã không còn quan trọng nữa. Các lô đạn này là hư không nên D4C không thể gửi nó đi bất cứ đâu, và nhờ một vài tip and trick khá hay mà Johnny phát hiện ra như nhai thảo mộc hoặc trà bạc hà hoa cúc thì móng tay sẽ mọc nhanh hơn. Ngoài ra, cả hai dạng đều sở hữu thêm khả năng khá hữu dụng khi có thể chỉ xoay móng quanh móng tay để đánh răng hoặc nghiền khoai tây. Tiếp đến là Act 3, xuất hiện khi anh tự bắn mình bằng Golden Rectangle. Chúa đã xuất hiện để cho anh lời khuyên và Act 3 đã xuất hiện. Khả năng của Act 3 ngoài sở hữu tất cả các ưu điểm của Act 2 thì nó còn điều khiển thêm một khái niệm là lỗ sâu. Khi tự bắn bản thân bằng móng tay có spin và vòng quay cực quang, Johnny đưa bản thân vào cái lỗ mà nó tạo ra, biến cái lỗ thành một không gian đặc biệt. Chỉ Johnny mới có khả năng tự do đi vào đó. Bất cứ thứ gì đi vào đều sẽ bị cắt, và dĩ nhiên cái lỗ sẽ bị giới hạn về thời gian tồn tại. Johnny có thể nhanh chóng hồi phục bản thân hoặc bộ phận từ cái lỗ đó và tấn công bất ngờ. Nó cũng có thể đưa các đòn tấn công đi qua lỗ sâu và tấn công với sức sát thương giữ nguyên. Cuối cùng là Act 4, xuất hiện khi Johnny kết hợp giữa chú ngựa Slow Dancer cùng với Golden Rectangle. Khi này, những viên đạn của anh đã có khả năng xoay vô hạn. Khả năng này khiến cho bức tường tuyệt đối của D4C Love Train phải mở ra và nhốt tất cả những ai bị Act 4 bắn phải vào một điểm vô thời hạn. Act 4 phải có các điều kiện như khiến cho chú ngựa của Johnny phải chạy ở trạng thái tự nhiên nhất. Khi này, ngựa sẽ phát ra năng lượng của Golden Rectangle và Johnny sẽ kết hợp nó với Tusk. Anh sẽ sở hữu khả năng quay vô hạn. Dĩ nhiên, khi có từ vô hạn thì khả năng của Tusk Act 4 là không thể bàn cãi. Ngoài việc cận chiến cực mạnh thì nó còn có khả năng vượt qua các rào cản đa chiều của D4C, bất chấp tất cả các quy luật và tìm ra nơi hắn ta ẩn náu. Khi bị chạm vào bởi Act 4, tất cả sẽ bị xoay tròn đến vô hạn, kể cả các tế bào nhỏ nhất, và sẽ bị tàn rã, chuyển đến chiều không gian khác. Spin của nó tồn tại mãi mãi ở chủ sở hữu hoặc những nạn nhân bị trúng, khiến hắn sẽ phải luôn xuất hiện ở nơi bị dính móng tay bất kể chiều không gian nào, khiến mọi nỗ lực trốn chạy của Valentine đều trở thành vô ích. Vòng quay sẽ luôn là vô hạn và không bao giờ dừng lại, nhưng nếu Johnny bắn móng tay ở hướng ngược lại thì mọi thứ sẽ kết thúc, do nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Việc chạy trốn bằng xe hay ô tô là bất khả thi vì vòng quay sẽ phá hủy tất cả và sẽ không có ai có thể chạy được, kể cả việc time stop cũng là vô nghĩa. Tiếp theo là Stan Civil War thuộc quyền sở hữu của Axel Rowe.
stand này sẽ biểu hiện tất cả những cảm giác tội lỗi của mục tiêu. Nhưng nếu chỉ có thế, thì stand này không thú vị tẹo nào. Nó còn có thêm một khả năng nữa, đó là khi trong tầm hoạt động của Civil War, có ai mà bị giết mà người sát hại có cảm thấy chút tội lỗi, thì ngay lập tức các nạn nhân sẽ được hồi sinh. Stand này sẽ khiến cho chủ sở hữu biến trận chiến thành cuộc chiến không cân về mặt số lượng, khi mà số lượng sắc sống thuộc đồng minh của chủ sở hữu sẽ gia tăng theo thời gian. Tất cả các cảm giác tội lỗi đều sẽ được biểu hiện ở những sắc sống và sẽ tấn công kẻ sát hại họ. Axl Rose đã gây ra cho Johnny khá nhiều khó khăn khi móc ra stand này. Sự xuất hiện của đồ vật và con người có thể xuất hiện đột ngột từ bất cứ đâu, chẳng hạn như bóng tối hoặc hình ảnh phản chiếu trong gương. Những vật thể này bám vào và di chuyển trong cơ thể của mục tiêu, tạo ra một lớp màng mỏng từ từ nhấn chìm chúng, và bóng ma của con người và động vật cũng tấn công mục tiêu và cố gắng hợp nhất với chúng. Mặc dù bóng ma cũng có thể biến thành màng, nhưng nó cũng có thể gây tổn hại về mặt vật lý cho mục tiêu. Axl Rose cũng có thể trực tiếp ra lệnh cho các bóng ma bên trong bãi rác tấn công kẻ thù hoặc tự vệ. Khả năng này rất mạnh mẽ và có thể dẫn đến việc hiện thực hóa một số lượng lớn vật phẩm bị bỏ rơi hoặc bị tiêu diệt. Một nhóm lớn bóng ma nếu mục tiêu cảm thấy bản thân có tội đặc biệt. Điểm yếu của Civil War là nước, chất làm tan màng. Axl Rose giải thích rằng việc dội nước vào người cũng giống như việc rửa sạch bản thân khỏi cảm giác tội lỗi, do đó vô hiệu hóa sức mạnh tội lỗi của Civil War. Khả năng thứ hai của Civil War cho phép hắn ta hồi sinh tất cả các nạn nhân bị giết trong trận chiến của hắn với mục tiêu. Axl Rose hoặc bất kỳ ai khác trong phạm vi của Civil War bị giết và kẻ tấn công họ cảm thấy tội lỗi nhỏ nhất khi giết họ, thì nạn nhân được sống lại. Cảm giác tội lỗi và sự hy sinh của người dùng thể hiện để tấn công kẻ tấn công. Nạn nhân được hồi sinh trong trạng thái mà Axl Rose mô tả là trạng thái thanh khiết, với mọi tội lỗi của họ được xóa giải. Khi kẻ sát nhân chuyển gánh nặng tội lỗi cho nạn nhân, cuối cùng nạn nhân được hồi sinh sẽ không bị tổn thương trước đòn tấn công của kẻ sát nhân, vì họ vẫn kiên trì vì cảm giác tội lỗi mà kẻ tấn công họ cảm thấy. Do đó, khả năng này có thể dễ dàng được khai thác bởi cả Axl Rose và bất kỳ đối thủ nào của anh ta. Mặt khác, ai đó có thể gây sát thương cho nạn nhân và thoát khỏi phạm vi của stand trước khi nạn nhân hết thời gian hiệu lực, hoặc đơn giản là không cảm thấy tội lỗi để vượt qua sức mạnh của Civil War, thì khả năng này sẽ chấm dứt. Stand thứ tư chính là Mandom của Ringo Rose Again. Stand này không bao giờ xuất hiện hình thức chiến đấu vật lý nào, mà nó sẽ thuộc kiểu support cho Ringo khi can thiệp vào những cuộc đấu tay đôi của anh. Khả năng này vô cùng mạnh nếu Ringo không tiết lộ gì về nó, nhưng anh lại tiết lộ với một niềm tin cho đối thủ của mình. Bằng cách xoay tay trên đồng hồ đeo tay, Mandom sẽ tua lại thời gian đúng 6 giây, tương tự như Killer Queen Bites the Dust, đưa mọi thứ trở lại như 6 giây trước. Bản thân Ringo không cần phải xoay tay để kích hoạt khả năng, di chuyển nó bằng thứ gì đó giống như viên đạn cũng sẽ kích hoạt quá trình tua lại. Chiếc đồng hồ đeo tay mà Ringo đeo thực chất là một công tắc tâm lý và về mặt lý thuyết là không cần thiết để kích hoạt sức mạnh của Mandom. Quá trình tua lại 6 giây được cho là diễn ra ngay lập tức và không gây chú ý đối với tất cả các cá nhân bị ảnh hưởng, nhưng được thể hiện trực quan trong manga bằng mọi thứ được tua lại. Ringo tuyên bố rằng anh có thể tự do tua thời gian 6 giây mà không bị hạn chế gì ngoài việc xoay kim. Những người ở gần bị ảnh hưởng bởi khả năng này sẽ nhớ các sự kiện của những giây tua lại đó, và do đó những nạn nhân không hề hay biết sẽ bị mất phương hướng. Ringo đã sử dụng đặc tính này để làm mất phương hướng của Johnny, Jiro và Hot Pants trong một khu rừng xa lạ và khiến họ lạc vào trong đó. Tuy nhiên, những người có sự chuẩn bị tốt như Ringo sẽ tận dụng thời gian tua lại để tránh các cuộc tấn công hoặc thiết lập các đòn tấn công bất ngờ. Một stand tác động đến thời gian vô cùng khó chịu. Stand cuối cùng thuộc top 5 này chính là Catch the Rainbow của Blackmore. Catch the Rainbow cho phép Blackmore sử dụng hoặc điều khiển mưa theo nhiều cách khác thường, chẳng hạn như cho phép anh ta di chuyển nhanh chóng hoặc cho mục đích chiến đấu. Khả năng cơ bản nhất của Catch the Rainbow là ngăn những hạt mưa rơi trên đường đi của chúng và khiến chúng lơ lửng giữa không trung, trở nên đủ vững chắc để hỗ trợ Blackmore và cũng làm chệch hướng các loại đạn như quả cầu thép. Với điều này, Blackmore có thể dẫm lên chúng và đạt đến độ cao. Anh ta có thể dừng một vài hạt mưa chọn lọc để bước đi, dừng một vài hạt mưa trên khu vực rộng lớn hoặc tạo ra những lưỡi dao từ chúng. Nếu mục tiêu cố gắng di chuyển qua cơn mưa bị Catch the Rainbow chặn lại, những giọt nước sẽ xé toạc và xuyên qua chúng, có khả năng gây ra những vết thương chí mạng. Blackmore cũng có thể hòa mình vào mưa. Anh ta có thể để những hạt mưa rơi xuyên qua mình và tạo ra những lỗ hổng trên cơ thể mình, với những bộ phận cơ thể biến mất được hiện thực hóa từ cùng những hạt mưa ở khoảng cách xa cơ thể và vẫn hoạt động dù bị tách ra. Ví dụ, anh ta có thể phóng miệng ra xa và nói chuyện với ai đó.
anh ta có thể hợp nhất hoàn toàn với mưa và trở nên vô hình như nước, né tránh tiếng súng và di chuyển với tốc độ cao trên những khoảng cách rất xa miễn là có mưa. Blackmore thể hiện khả năng bịt vết thương của mình bằng những hạt mưa và cầm máu, mặc dù đó chỉ là biện pháp tạm thời. Và đó là top 5 stand mà tôi cảm thấy thú vị và đáng cân nhắc nhất trong toàn bộ phần 7 của JoJo Steel Ball Run. Vẫn có những cái tên sở hữu năng lực và sức mạnh thú vị khác mà có thể được liệt kê như 20th Century Boys hoặc In a Silent Way. Nhưng nhìn chung những stand này vẫn chưa đủ sức thú vị đối với tôi. Và đây chỉ là ý kiến cá nhân. Nên nếu bạn nào cảm thấy stand nào khác cũng thú vị và mạnh thì hãy góp ý dưới phần bình luận để chúng mình cùng biết vậy nhé. Còn giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!